Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích Phôan theo Thánh Mát-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó sẽ ghét người này và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế Thầy bảo các con chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình, lấy gì mà ăn, hay cho thân xác các con lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không canh cưỡi. Nhưng Thầy nói với các con rằng, ngay cả Sa-lô-môn trong tất cả vinh quang của ông cũng không trang phục được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nồi nay còn, mai ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc. Vì chưng dân ngoại tìm kiếm những điều đó, nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàng các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, lời Chúa mà chúng ta mới vừa nghe xong nói lên sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa đối với loài người chúng ta. Trong bài phúc âm của Thánh Gioan mới vừa lắng nghe, được trích trong chương 6 từ câu 24 đến câu 34. Chỉ có 10 câu, nhưng động từ lo hay là lo lắng được lặp đi lặp lại đến 5 lần. Nghĩa là trong mỗi 2 câu của tin mừng thì có một từ lo được lặp lại. Thật ra trong cuộc sống thường ngày của mỗi người chúng ta, ai có trách nhiệm chắc chắn cũng phải lo lắng. Lo cho bản thân của mình, lo cho những người mà mình có trách nhiệm. Thế nhưng vấn đề được đặt ra là chúng ta phải biết lo như thế nào. tôi lần mở quyển từ điển ra xem. Trong quyển từ điển từ và ngữ Việt Nam của giáo sư Nguyễn Lân được xuất bản năm 2006 do nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có những từ liên quan tới từ lo như thế này. Đó là lo lắng, lo sợ và lo liệu. Và để hiểu rõ hơn nghĩa của từng cách lo, tôi tìm hiểu trong từng từ mà chúng ta mới vừa nói đó. Tôi thấy như thế này. Thứ nhất đó là lo lắng. Lo lắng là băn khoăn, là áy náy, là e sợ về việc gì chưa giải quyết được, hay là một cái cảm giác sợ hãi lan tỏa khó chịu một cách mơ hồ. Còn về lo sợ là lo lắng và sợ hãi. Sau cùng đó là lo liệu. Lo liệu là tìm cách để giải quyết công việc làm sao cho tốt nhất, đạt hiệu quả nhất. Như vậy thưa ông bà, anh chị em, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta có những cách lo khác nhau. Có người thì lo lắng, có người thì lo sợ, nhưng cũng có người thì lo liệu. Trong hai cách lo đầu là lo lắng và lo sợ, chắc chắn rằng không tốt cho cuộc sống của chúng ta. Nếu nói theo kiểu của dân gian thì người ta sẽ nói rằng một mình lo bảy lo ba, lo cao trổ muộn, lo già hết duyên. Còn duyên anh cưới ba heo, hết duyên anh đánh ba hèo đuổi đi. Ôi khổ. Nhưng mà nếu càng lo thì lại càng khổ. Bởi vì có ai sống lâu rồi không già đi. Mà già đi thì nhan sắc nó cũng phải phai nhòa theo thời gian. Đó là một cái quy luật tự nhiên của cuộc sống. Còn cách lo thứ ba thì có thể lo như thế này: còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình. Một mình an phận một mình, một ôm củi quế, một bầu một bình gạo trâu. Một ôm củi và một bình gạo thì cũng sống được. Lo chi cho thêm khổ, đó cũng là hạnh phúc rồi. Lo chi cái mà mình không thể có hơn, hay không thể mình làm trái được với lại quy luật tự nhiên của cuộc sống. Còn thưa ông bà, anh chị em, trong lời Chúa ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng cảnh báo mỗi người chúng ta. Ngài nói: anh em đừng lo lắng thử hỏi ta sẽ ăn gì, hay mặc gì đây. Hay là nào có ai trong anh em lo lắng ấy nấy mà là có thể làm cho mình cao thêm được một gang ư? Như vậy lo lắng, băn khoăn, áy náy, sợ hãi là điều Chúa không mong ước nơi mỗi người con cái của Chúa. Vì Chúa Giêsu cũng nói rõ: Cha của anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó rồi. Nhưng thưa ông bà, anh chị em, sống giữa trần gian biết bao nhiêu biến động, bao nhiêu thử thách, và nhất là nạn dịch đang lây nhiễm đó đây. Chắc chắn chúng ta không thể sống một cách vô tư được. Chúng ta cũng phải có những cái lo, nhưng phải biết lo liệu. Nó là một trong 7 ơn Chúa Thánh Thần, ơn biết lo liệu. Nghĩa là chúng ta thấy trước những công việc mình phải làm, biết thu xếp, biết định liệu, chuẩn bị sẵn để làm tốt công việc theo yêu cầu hay được giao phó mà mình có trách nhiệm, theo đường lối ngay thẳng của tin mừng soi dẫn. Có như thế, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót sẽ không để chúng ta tệ hơn là những chim sẻ hay là những hoa huệ ngoài đồng, là bởi vì chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa và được cứu chuộc bằng chính giá máu Con yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy, thưa ông bà, anh chị em, trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta hãy biết dâng lên Chúa tất cả những công việc, những định liệu mà chúng ta đã lo liệu, để xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót luôn yêu thương, quan phòng gìn giữ chúng ta, gìn giữ từng người chúng ta, gìn giữ từng gia đình của chúng ta, từng quốc gia và thế giới mà chúng ta đang sống, trong bình an, trong yêu thương và quan phòng của Ngài. Amen.